Nhận thức được vai trò tiên phong, gương mẫu của một đoàn viên học sinh, đồng chí Nguyễn Thị Như Ý, đoàn viên lớp 11B4 luôn phát huy tích cực trong các hoạt động phong trào ở đơn vị. Với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, bạn Như Ý đã tham gia nhiều hoạt động phong trào tình nguyện do đoàn và nhà trường tổ chức như chương trình ngày hội đoàn viên, hoạt động chuyên đề thư viện, hội thi kể chuyện theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, cuộc thi đại sứ văn hóa đọc. Đồng thời, như ý tham gia hoạt động tích cực ở các câu lạc bộ như câu lạc bộ tiếng anh câu lạc bộ bếp bánh học đường câu lạc bộ hoa phượng đỏ bạn còn là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi sinh của trường bạn như ý không ngừng cố gắng nỗ lực tích cực tham gia vào cuộc thi do đoàn và nhà trường phát động qua đó trau dồi học thêm kiến thức để hoàn thiện bản thân gần đây nhất bạn vừa đạt giải khuyến khích cuộc thi chọn học sinh giỏi tỉnh môn sinh giải nhì cuộc thi kể chuyện theo tấm gương đạo đức phong cách hồ chí minh như ý đã và đang phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu của một đoàn viên trẻ hy vọng với tinh thần cống hiến trách nhiệm bạn như ý sẽ là một gương sáng mang nhiều niềm tin và lan tỏa tích cực đến đông đảo đoàn viên học sinh